Đây đây chạc của tâm mẹ tiếng thì đấy, tôi kể cho anh em này, phải bảo tôi ấy thì là tôi mua xong tôi đưa tiền cho anh Huấn thì anh em vui vẻ, anh em bảo không được một thời gian sau thế là tôi lên live stream đấy, bắt đầu là liên quan đến việc anh Chu Thầy Cúng này, là tôi lên tôi live stream thì là anh Chu Thầy Cúng anh bảo ui Tùng Dương lại đi dùng con vơ tu dức, thế là tôi lúc đấy mẹ phê pha vào anh em phải không, thế là mình bảo điện anh Trung mà anh Trung ơi thì áo nào anh đã bảo em dùng con vơ tu dức là như nào, vơ tu em mua anh Huấn không, anh bảo em mua vơ tu dức thì là anh Hoàng Trung bảo không vơ tu dức là vơ tu gì, thế mình mới nghĩ là anh Hoàng Trung thì cũng là anh phá giá mình, anh bảo là anh trêu em à, anh phá giá em trên mạng à hay như này thế kia, thế là mẹ đợt đấy là tôi chửi nó bảo thua hết anh Trung luôn, nói rằng là anh Trung anh đang chơi trên ba bọn tôi phi hẳn lên ba sờ tám ba ấy, thế là tôi lúc đầu là tôi cũng mẹ cứ nghĩ là vẫn tin anh Huấn đấy, thì tôi là tôi vẫn bảo là em vẫn tin anh Huấn, nếu bao giờ anh bán em con vơ tu dức này gì cả thì là lúc sau là mời tôi đi tìm anh Trung, tôi chửi anh Trung một thời gian dài đấy, đúng lúc sau đến thời gian sau thì là tôi nhìn thấy cái bàn phím đấy, bàn phím của con vơ tu đấy nó cứ rời ra anh hiểu không đấy, thì tôi bảo là thằng em tôi bảo là ra quán điện thoại mày hỏi xem con vơ tu này là vơ tu gì, mà được thời gian sau được có mấy tháng mà bàn phím nó cứ rời ra như kiểu mẹ em hạt gạo ấy, thế là tôi mới cầm bảo thằng em tôi thằng Quyết nó mới cầm ra vơ tu center xã Đàn đấy, thì là nó bảo là mày ra mày chỉnh cái bàn phím này ra mày tiện là mày hỏi cho anh con vơ tu này là vơ tu gì, thì là mang ra quán chính thức cũng ngại thật anh em bảo không, thì ra mang ra quán thì thằng em mình nó mới về nó bảo là anh ơi bây giờ quán vơ tu người ta bảo là con vơ tu này là con vơ tu dức thật anh ạ, à. Thì anh bảo à anh Huấn lại để cho mình quả vơ tu dức mà anh bán cho mình 80, thế là mình mới hỏi bảo là thế bây giờ mình bán con vơ tu này hỏi xem quán người ta trả được bao tiền, thế là bảo là là anh người ta bảo là nó đéo mua mở tiếng chưa mở tiếng ra vẫn tôn dựng mà bán 80k thì còn kêu cái gì nữa, thế là rẻ ra quá gì nữa, mẹ mồm tôi kể cho anh em để anh em đỡ trách tôi đã, thế là tôi với điện anh Huấn đấy, thì là anh Huấn anh bảo là em ơi nó là máy dựng thật, bây giờ mình bảo là thôi anh ơi bây giờ bảo máy dựng thì anh cho em trả lại thôi, em lỗ nửa thì anh Huấn anh bảo là bây giờ anh đâu có tiền đâu đấy, để đấy mà dùng đấy hiểu không, thì là mình mới bảo mình mới tức mình mới bảo anh Huấn bảo là thế thì hóa ra là anh đùa em à đấy, thì anh ấy chẳng có gì nữa hiểu không, thì là lúc sau mình mới cay là mình mới chửi hiểu không, tại vì bình thường mẹ bảo là thôi mua 80 bây giờ bảo là biết rồi thì cho em trả lại đưa cho em 40 nữa cũng được đúng không, bây giờ anh đã bảo là thôi em để đấy mà dùng, nói câu đấy đi, bây giờ hỏi anh em là tôi có tức công hay gì không anh em hiểu không, chứ không phải là tôi chửi nó đâu bạn nhá, hiểu rõ câu chuyện.